Hello, xin kính chào anh em ha. Chào mừng anh em trở lại với kênh điện tử quan trắc của mình. Thì như anh em đã biết á, thì cái kênh của mình á, mình chỉ hướng dẫn cho anh em là lắp ráp loa kéo ha. Đấy, lắp ráp loa kéo và mình cũng có một cái video là hướng dẫn anh em lắp một cái chiếc loa kéo ha, dành cho những người mà không biết gì về điện tử á. Đấy, thì cái video đó cũng được rất là nhiều anh em xem ha, anh em tin tưởng. Đấy, và mình chưa có một cái video nào, chỉ có một cái video nào để nói riêng về cái phần mà mình cản chép cho loa kéo ấy, thì mà được nói chung vô trong cái video đó luôn ha. Cho nên là một số anh em vẫn còn hỏi, một số anh em vẫn còn hỏi ha, do là nếu mà anh em mà search cái từ khóa tìm kiếm mà cản chép á thì nó không có ra. Đấy, nó không ra ha, tại vì cái video đó là mình nói về lắp ráp thôi, gáp gáp cái loa kéo hoàn hoàn chỉnh, cho nên anh em tìm nó sẽ khó. Đấy, thì hôm nay mình hướng dẫn chi tiết về cái cách cản chép nha anh em. Đấy, thì tùy theo mục đích của anh em. Đấy, mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cái cách cản chép gần như đầy đủ nhất, gần như thôi nha anh em. Dành cho loa kéo. Đấy, dành cho loa kéo nha. Còn loa sân khấu thì nó thêm một vài bộ phận nữa. Đấy, thì đầu tiên là một con tụ 1.5 micro ha. Anh em có thể dùng 400V hoặc là 250V ha. Thì ở đây mình dùng 400V. Rồi, một con điện trở. W 10 ohm, anh em có thể chọn điện trở 20W hoặc là cao quá hơn ha. Đấy, rồi còn cái đó là cái chỉ số chịu đựng của nó. Và 400V này cũng là cái độ chịu đựng của nó luôn ha. Còn một chút xíu nữa mình sẽ nói về cái cấu tạo, cái đặc điểm của nó sao ha anh em. Đấy, thì và một cái cụm cảm như thế này. Ở đây thì mình dùng cái cụm cảm lõi không khí ha, anh em có thể dùng cụm cảm lõi ferrite. Thì cái này mình không có quấn nha anh em. Này, mình đặt về ha, mình đặt về thì người ta quấn sẵn như thế này, người ta bán thôi, cho nên anh em đừng hỏi mình quấn bao nhiêu vòng rồi quấn sao nha. Quấn là phải có keo quét đồ nó mới dính, nó mới cứng, nó mới đẹp được như vậy ha anh em. Tại vì cái này quấn dây đồng không, không không có cái khuôn. Đấy, nó không có cái khuôn cho nên là nó cũng hơi khó nha. Rồi, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em ha. Thì đầu đầu tiên là cái con tụ nè. Đấy, xin lỗi anh em, đầu tiên là cái con điện trở ha. Mình mắc song song với cái cuộn mình mắc song song với cái cuộn cảm. Đấy ha, thì cái đầu nào cũng được anh em, tại vì những cái linh kiện mà làm phân 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 tầng đều là những cái linh kiện không phân cực nha. Rồi, mình hàng lại rồi ha. Rồi, một cái con tụ này đây, một cái con tụ như thế này ha, mình sẽ hàn vào một trong hai đầu của cái này ha anh em. Này, đó, thì mình hàn cái đầu đó. Rồi, còn cái đầu ga đây, cái đầu như thế là xong ha. Còn cái này mình sẽ hàn vào đây một sợi dây điện nè. Thì cái đầu này là cái đầu dương của chép ha. Đấy, cái đầu dương của chép. Còn cái đầu âm của chép ha anh em, là về bên đây là cái điểm mát luôn. Đấy,
Và cái phần âm là cái phần chung hết nha anh em. Phần âm là cái điểm chung. Đấy. Có người thì gọi là âm ha, còn cái chuyên môn á là người ta gọi là cái điểm mát. Đấy. Rồi. Thì cái sợi dây này nè là cái sợi dây ga lo của cái mạch lo kéo á anh em. Thì cái dây này anh em sẽ cắm, ví dụ như mạch lo có mạch lo kéo đây nè, thì anh em cắm vào đây ha. Đấy, thì là cái ngõ ga lo. Thì cái dây mình quy định là cái dây trắng là cái dây cộng ha anh em. Đây mình chỉ quy định vậy thôi, dây trắng là dây cộng, còn dây đen là dây trừ. Đấy. Thì cái dây trừ á mình hàng chung với cái dây trừ bên đây luôn ha. Đây, dây trừ hàng chung với trừ bên đây luôn. Rồi. Còn dây cộng á là mình hàng vô cái đầu của cái con tụ nè. Đấy. Cái đầu của cái con tụ ha. Đây. Hàng vô đây là dây cộng. Đấy. Rồi. Thì cái đầu bên đây nè sẽ là cộng của cái chép. Còn cái đầu trừ sẽ là trừ của cái dép. Ha, đây, dùng như có cái chép đây. Ha. Cái đầu cộng nè. Đầu cộng của chép nè, đưa vô đây ha. Mình này mình làm rất là chi tiết ha anh em nào mà không có biết gì nhiều về điện tử vẫn có thể làm được nha. Rồi, còn cái trừ cái chép nè, đưa vô đây ha, cái trừ của chép. Đấy. Rồi. Đấy, anh em nắm được chưa? Ha. Nè, rồi. Rồi đó. Rồi đây là cái ngõ cộng nè. Nếu anh em dùng cái âm 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 ly á, thì đây là cái ngõ ga của âm ly nè, được đưa vào đây, ngõ ga cộng á, cực màu đỏ. Rồi còn đây là trừ ha, cực màu 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 đen thì trừ bên đây là vừa cái âm ly ga trừ vô đây luôn, rồi trừ vô cái chép luôn. Đây. Ha, rồi. Rồi thì đây cắm vô cái mạch lo kéo nè. Đấy là cái điểm này là cái điểm ga lo. Đấy. Điểm ga lo ha anh em. Là nó sẽ phát ra cái âm thanh. Đây mình cắm điện vào thử luôn ha anh em. Rồi, chuyển bluetooth. Rồi, anh em đợi mình xíu ha. Đây mình kết nối bluetooth với cái mạch lo kéo luôn. Rồi, đây mình tìm một cái đoạn nhạc mình mở lên thử cho anh em nghe ha. Nhạc bây giờ mở nó rất dễ dính bản quyền anh em. Mở đại đi. Nhạc đẹp lo. Để mình dặn maximum luôn ha. Đây mình tăng cái âm cho đây mình tăng cái âm bass nè. Đây anh em xem cái lo kéo ha, đây cái âm bass nè, mình tăng hết cỡ luôn thì nó cũng không có thay đổi gì ha. Đấy, tại vì cái này là chép mà. Đấy, mình tăng hết cỡ luôn không thay đổi gì hết, còn chép mình tăng lên nè thì nó mới có nè. Đấy, maximum luôn ha.
Đấy, bớt vậy, hay còn am bass thì mình tăng giảm gì nó cũng không có thay đổi gì hết á. Nè, bass thì tăng giảm gì cũng không có thay đổi hết, còn chép là tăng thì nó sẽ lên. Tắt nha anh em. Rồi thì đây mình sẽ nói một chút xíu về những cái thông số ha. Đấy thì tùy theo cái lo, ví dụ như cái lo, tùy theo cái lo chép ha. Ví dụ như lo chép mình có cái trở kháng để là 8 ohm nè. Đấy thì khác ha, còn cái lo chép có trở kháng 6 ohm thì nó khác nữa. Và lo chép có trở kháng 4 ohm thì nó khác nữa. Đấy ha anh em. Cho nên là anh em lựa chọn cho phù hợp ha. Thí dụ như cái lo chép mà 4 ohm á thì cái tiếng chép nó ra sẽ lớn hơn. Đấy, tiếng chép nó ra sẽ lớn hơn ha. Thì anh em có thể là dùng con trở nhỏ lại ha. Nó tỷ lệ nghịch nha anh em. Anh em muốn cái tiếng chép nó nhỏ lại á thì ôi xin lỗi anh em. Tỷ lệ lại thuận, thí dụ như anh em muốn tiếng chép nhỏ lại á thì anh em gắn điện trở nhỏ. Mà anh em muốn tiếng chép nó lớn lên á thì anh em gắn điện trở này nó lớn chỉ số lên. Thí dụ như cái tiếng chép này mà anh em nghe vẫn còn chưa thấy nó đủ lớn thì anh em có thể gắn lên 15 ohm ha. 15 ohm chẳng hạn. Đấy thì nó tiếng chép nó sẽ lớn lên. Đấy. Còn mà cái chỉ số của cái tụ này ha. Đấy, thí dụ như anh em mà gáp cái lo kéo mà có cái lo chung. Có cái lo chung ha anh em. Có cái lo chung thì anh em sẽ dùng con tụ 1.5 như của mình ha. Đấy. Còn nếu mà anh em gáp mà chỉ có hai đường tiếng chép và bass thôi. Đấy thì anh em nên gắn con tụ 2.2 micro vô. 2.2 nha anh em. Đây mình có tụ 2.2 nè, đây. Đây, những tụ này là mình để mình làm phân tầng hết đó. Đây 2.2 ha. Tại vì sao? Tại vì á, cái chỉ số con tụ này mà càng lớn á thì cái tiếng nó lọt vào cái lo chép á, cái tiếng ca anh em lọt vào cái lo chép á là nó càng nhiều. Cái nó nôm na là cái tiếng chung nó lọt vào cái lo chép càng nhiều ha. Nên mà khi mà anh em gáp hai đường tiếng á, anh em mà gáp hai đường tiếng á, thì chỉ có bass và chép thôi thì cái lo không có cái lo nào để đảm nhiệm cái phần lời cả ấy. Và cái phần lời bắt buộc là nó phải thể hiện trên cái lo chép và trên cả cái lo bass ấy. Cho nên mà khi mà anh em gáp hai đường tiếng chỉ chép và bass thôi á, thì anh em gắn tụ 2.2 vô để nó lọt cái lời ra hơi nhiều ha ấy, để khi mà anh em hát karaoke á thì nó sẽ được nhẹ nhàng hơn ha. Cái tiếng ca của chúng ta nó sẽ thể hiện rõ hơn. Đấy, tại vì nó thiên về cái tiếng chung mà ha. Tiếng ca chúng ta sẽ thể hiện rõ hơn. Còn mà anh em muốn gáp mà cái lo mà có ba đường tiếng á, có bass, có chung, có chép luôn á thì anh em gắn con tụ 1.5 như của mình đây ha. Đấy là nó có là cái tiếng chép nó rất là sắc bén và tiếng tí tách nó còn những cái tần số cao thôi ha. Còn rất là nhiều, còn những cái tần số mà vừa chung là nó không lọt qua được, cho nên tần số thấp. Đấy, còn cái cuộn cảm này nếu mà anh em không có thì anh em có thể bỏ luôn ha. Thì bỏ, chỉ cần cắt bỏ hai này thôi thì cái cách đấu vẫn y chang như thế. Thì cái cuộn cảm này là nó để triệt tiêu hoàn toàn cái phần âm bass đi ha. Thì mặc dù là con tụ là nó đã triệt tiêu rồi nhưng mà nó triệt tiêu chưa có hoàn toàn anh em. Đấy, triệt tiêu chưa hoàn toàn ha. Thì có những cái âm bass ha, những cái âm trầm nào đó, nó tới đây thì nó sẽ đi qua cái cuộn cảm ha.
nó đi qua cung cảm nó chạy xuống mát luôn đấy. Bởi vì tại sao mà khi mà chúng ta cản cái lo bo lo bát là anh em thấy lúc này nó cũng đi qua cái cuộn cảm trước, đi qua cái cuộn cho cái lo bát á, tại vì cái cuộn này á, là nó nhạy về cái phần cái tiếng trầm ha, cái tiếng trầm là nó sẽ rất dễ dàng đi qua đây. Đây mình nói nôm na cho anh em dễ hiểu ha, chứ giải thích gì nó cũng không có đúng lắm đâu, nhưng mà giải thích cho anh em dễ hiểu á là nó như thế ha. Đấy là như thế này đây. Rồi thì đó là cái cách cản chép ha. Còn có con trụ này là quyết định cái độ lớn nhỏ ha, cái độ lớn hoặc là nhỏ, giống như cái volume chỉnh anh em, giống như cái volume chúng ta chỉnh lớn nhỏ ha, là như mình nói lúc nãy ha, là anh em muốn mà tiếng chép lớn thì anh em gắn con điện trở lớn, muốn tiếng chép nhỏ thì anh em gắn điện trở nhỏ ha, giống như là cái volume chỉnh, giống như cái volume chỉnh lớn nhỏ thôi, là con điện trở để nó đảm nhiệm nha. Rồi video này xin kết thúc nha anh em, xin chào tạm biệt anh em.